Trong khi nhiều bể bơi tự phát thu tiền không đảm bảo các điều kiện an toàn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thì tại Hà Nội lại có một bể bơi miễn phí hết sức đặc biệt. Từ một ao tù ô nhiễm thì người dân ở xã Dương Liễu, Hoài Đức đã cải tạo thành bể bơi với các hạng mục hỗ trợ giống như bể bơi chuyên nghiệp và an toàn để tất cả người dân cùng giải nhiệt ngày hè. Hãy cùng phóng viên VTC14 khám phá bể bơi này ngay sau đây. Từ 4 giờ 30 chiều, ao Thiên, thôn Thống Nhất, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đã trở nên nhộn nhịp. Nhiều năm trước, ao Thiên chỉ là ao tù bị ô nhiễm, rác thải phủ kín. Tuy nhiên, từ năm 2016, người dân thành lập câu lạc bộ bơi lội xã Dương Liễu và cải tạo ao trở thành bể bơi với kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Trước tiên là ngăn nước thải sinh hoạt của bà con và nước thải coi như là công nghiệp không được chảy xuống ao. Và mỗi một năm chúng tôi tát ao một lần, vét bỏ bùn và tạp chất ở đáy ao, một phần bùn và tạp chất dưới đáy ao, sau đó xử lý bằng cách xử lý môi trường sinh thái. Tức là cụ thể là chúng tôi dùng vôi bột và nuôi tôm, cua, ốc, cá rất là nhiều, nhưng cấm câu tôm, cua, cá và bắt ốc, và nuôi sinh vật bớt lại 1/3 diện tích ở mặt nước, để có nghĩa là nuôi các loại bèo, mục đích để có nghĩa là những con thủy sản đó là ăn nước đục và hút nước đục, và bèo đó là hút coi nước đục. Để đảm bảo an toàn cho người dân, các biển cảnh báo được treo quanh bờ ao. Trẻ em chưa biết bơi sẽ được trang bị áo phao và có người lớn đi cùng. Các khu vực được phân chia theo độ tuổi, có rào chắn và dây cờ để phân chia. Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể đánh kẻng để báo động người đến cứu. Từ khi thành lập cái bể bơi này, thì thanh niên, phụ nữ hoặc là các cháu ra tắm thì hầu như gần 100% là gần biết bơi. Với sự đầu tư một cách bài bản, bể bơi tại xã Dương Liễu đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với người dân để giải nhiệt trong dịp hè nóng bức. Về bể bơi nhân tạo, tức là có họ sẽ xử lý nước, là bà con cũng thích cái môi trường nước tự nhiên đây. Đấy, và con em ra cứ chiều đến là đông vui lắm. Người già chúng tôi mới lại trẻ em thì bơi ở trong này. Thế mà người mà thanh niên thì họ bơi ở ngoài, trên các tầng lớp ai cũng bơi được. Đây là sân chơi bổ ích. Cho nên là cái mùa hè này các cháu về đây chơi quá tuyệt vời, bơi thích lắm. Mùa hè nóng nực mới chỉ bắt đầu. Việc tạo ra những bể bơi an toàn, hấp dẫn, bổ ích như thế này đang trở thành nhu cầu cấp thiết với các địa phương.